vô ông thêm cho ông bà chú chú. Ừ, giỏi quá. Nó phồng lên chín, nó phồng lên chín. À, nó phồng lên là chín ha. Ừ, nó phồng lên vậy nè. Ha. Trời nổi dạ quá. Đưa vô. Nướng mình phải ăn có rau sống rồi kia kìa. Mấy ngon. Ăn ngon quá chứ mày. Ngon. Nói chung cũng bữa nay cũng mà ngon, thử ra cái gì chứ cầu mà mình uống dân uống rượu mà mình thấy có mà ngon là mình nhớ tới Chiến Hữu. Khánh cùng với lại em Hoàng mến chào cô chú chị và bạn. Rồi chào cả nhà nha. Đây cô chú chị và bạn ơi, em Hoàng đây là cột chèo với lại anh Kiệt. Thì hôm nay là em Hoàng có mua lại một số chặn dừng của con heo với lại lưỡi với lưỡi heo. Cái này là lá lách, đây là ruột non. Sao ruột trước ha, để anh ra bãi đốt thang. Ngày cuối giờ mình ớt mới thấm ha. Phèo. Phèo ha. Phèo non. Wow, ngon mấy gì ngon á. Cái giữa này nó kêu bằng gì anh? Cái này là cái bằng xay á. Bằng xay đúng không? Bằng xay của nó. Nó dính dùng cái đầm phèo luôn. Rồi, trong này là nó có thịt cả nhà. Sa tế. Cái này là bột ngọt. Bây giờ mình đốt than nha. Tàn nữa là mình nướng là mình dùng được. Đây đốt than luôn rồi. Ủa sao nướng bằng cái nồi đó hả? Ừ. Đó xong đầu lỗ. Đây nồi này nướng luôn á. Nồi nguyên thổi mà. Thấy cái nồi biết nồi nguyên thổi đi. Thấy cái lùi vậy. Bắt đầu đâm xả cả nhà ơi. Xả ớt tỏi mình đâm vậy ra cái nước của xả thơm lên. Ồ quá đã cả nhà, không tao luôn. Này mình trộn mình để khoảng nửa tiếng vậy ha. Cái thấm gia vị đều hết trơn là bắt đầu là nướng được rồi đó. Anh Khánh nghiên cứu cho em hai tép xả anh Khánh. Ok. Sát gừng cái này quá nhổ rồi luôn á. Nhà chồng luôn, sạch. Mình cho xả vào. Này là mình luộc gừng xả ngay cô chú chị các bạn. Lưỡi, ruột non, lá mía, trái thẳng. Còn này là mình nướng nè. Bà tử phèo tim cái này thấy ít nhưng mà cũng nhiều quá ha. Một nồi luôn con gì buồn hả? Muối cả nhà, muối hộp luôn. Thơm quá chứ thơm này. Rồi mình cho thêm miếng xíu nước mắm cả nhà. Thơm dữ hơn nữa. Thơm quá, mình cũng gần chín rồi đó. Mình trái ra. Trái ra mình có sắt mình, để vậy. Để cho mình hơi nguội chứ không bị sắt. Đậu biết thì dữ thiệt chứ. Nồi nướng này cái này nó ngọt lắm rồi. Thấy vậy chứ mình sắc lên nhiều lắm. Rồi bắt đầu mình sắc cả nhà. Anh Hoàng chứ không phải em sắc.
bốc khỏi luôn nha. Khỏi luôn, nóng mới giết. Ôi, gần á. Sao vậy mà nó thơm dữ dằn. Gừng xả á. Ngồi ra mình ăn mới đã nè. Mình chụp cái cuốn lùi. Tiếp với có thôi. Cho lòng. Ừ. Bữa nay là đã ký chỉ ký thì ngon. Rồi nè, mình để ý nè. Vô anh Long. Thôi. Đây ngồi cậu đây anh Long. Ừ, chút với anh chở lên ruộng cái gì vậy đó. Ủa làm gì vậy nữa? Đưa nước với thuốc cho hăng để. Chẳng quá. Rồi. Hay lên nè, chẳng dừng. Anh nhìn chết hả? Quá. Mình cao vậy nó mới ngọt. Bữa này nãy em ốp gì cái gì vậy Hoàng? Em có nước ốp đặc biệt, em không cho ai biết hết. Dạ. Trong chai có sẵn hả? Thì mình ốp sa tế anh. Có gì chút xíu nữa anh mở lít anh coi lại. Nó nước đặc chất lượng luôn. Ăn dừng. Cái dừng này bình thường mình đi ra chợ mua cũng có. Tại mấy tiền tiếng ta dặn hết. Đi hàng được sao? Thôi rồi đó. Không quá. Làm gì mấy người dưới gió người ta lại chịu đâu có nổi anh Khánh ha. Mấy người dưới gió hồi người ta lên. Thơm quá anh Kiệt ơi. Cái này mình dồn dồn lại là mình sắp đầy đủ luôn rồi. Trời ơi. Quá chi thơm anh Long ơi. Thơm quá thơm rồi. Có ăn không? Ăn. Ừ. Kìa hello. Hello Tuấn. Hello Tuấn, trai con đâu? Chú áo kia thơm. Ừ. Còn chú áo đen này sao? Hello chú áo đen nè. Tuấn ơi. Cái này tặng vui lắm. Tuấn ơi, hello nè Tuấn. Hello. Hello. Thơm quá cả nhà ơi. Bây giờ nước ăn từ nước từ luôn. Thơm thiệt cả nhà. Cực quá. Ừ, nướng ngon cực. Với phần mình chờ. Với phần mình chờ cho nó chín á. Là mình cũng no luôn rồi, nó thơm nó no luôn. Thơm lắm. Ông thương, ổng thương mới sợ. Ông thương. Ừ, thơm mấy nha. Làm gì vậy? Thơm không thơm? Quá thơm luôn. Bây giờ đâu dám ngồi dưới gió, ngồi trên gió thấy không? Dĩa ra không? Con Long bả nâng nước cần 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 thôi. Thơm. Thơm không Tuấn? Thơm dĩa tròn nè. Quá đã nè. Bỏ. Nó phồng lên chín. Nó phồng lên chín. À, nó phồng lên chín ha. Ừ, nó phồng lên vậy nè. Trời ơi, trời ơi, quá nè. Thế vô ông thêm đồ ông bà chú tú. Ừ, giỏi quá. Tuấn ngoan quá. Chính rồi cả nhà, bây giờ mình gấp ra. Ui. Chín dần cái này.
mình nướng này ăn cái thịt nó ngọt, mà cái này nè, cái gân của chẳng dừng á, nó ăn không được ngon, nó hơi dai. Là khi mình luộc á thì mình ăn cái gân nó mới giòn, còn cái này nó không ngọt giòn, nó hơi dai. Lưỡi heo, bao tử heo nướng với lại luộc gừng sả đã hoàn thành. Mời cô chú chị và bạn nhậu cùng với lại chú Mười với anh Kiệt và Khánh và em Hoàng. Bữa nay anh cũng cảm ơn Hoàng rất là nhiều nha. Chợ mấy món này thì kiếm không ra nè, ra chợ mua đâu có đâu. Đặc sản nhà không? Nha. Rồi giờ mình cùng anh mời vô ha. Chào vô. Cái nhà nhà nhậu với anh em ha. Vô. Này bao tử ha. anh mời lấy cái chòm lấy cái hàm em rồi. Nó cái hàm đó. Nào kêu. Có đổ mình nhúng đó. Em bị đổ. Ngọt quá. Ngọt hả? Ngọt ngọt cho nước mắm vô. Em thử đi. Không, cái này có thèm nó nướng nó ngọt không? Mà thử mà luộc chiên xả thì còn dễ nói như thế. Tim. Giòn quá các bạn ơi. Dạ. Chú Mười ăn cái gì nó cũng có cho mới chứ. Chú Mười muốn ăn cái gì cũng gấp cho. Giờ chú Mười muốn ăn cái gì bà tử ăn là tim. Rồi. Tim nè. Đúng rồi. Thận, ăn thịt cho bổ thận. Thịt lắm. Ngộ ta. Ăn thịt mà bổ thận hả? Lá hả? Đúng chứ. Chung là theo tay trái đi. Theo này theo đặc á, nướng ngon lắm rồi. Rồi đặc không? Đặc. Ừ. Để ăn này mang khúc cái hết dán cắt rồi hai ba cái luôn. Ủa, vậy này ớt thì quá tí vậy. Ớt nghe mùi này thèm á. Đúng. Trời bẻ đây em để. Ủa trong kẹo. Kêu cho em nghe mà. Mình thơm vô chảy dịch ngọt lại bây giờ quá chứ ngon rồi. Ta bắt đầu là gấp mưa xuống là nghỉ giang rồi đó, để về con kêu cho nghe chơi. Quanh quang. Mình ngon, ở anh. Ngon hết. Mình ở đồng quê á thì mình phải mưa xuống phải nghe ít béo nữa. Khánh. Mình ở đồng quê á là mưa xuống là mình phải nghe ít kêu. Nó mới là chúng sách của con người miền Tây mình. Miền Tây là gì? Mưa xuống chỉ mưa là ít kêu. Nãy Khánh cũng có mà anh Thánh Lầy, nhưng mà anh có chuyện gấp quá rồi anh chạy về, anh chút xíu nữa anh mới quay trở lại thì không biết chuyện nào thì Khánh cũng không biết nữa. Nãy anh nói chút xíu anh quay lại có thầy Lan rồi thầy Tỏ rồi có chị Út Lầy nữa. Thầy Lan hồi xưa là kêu bằng thầy thuốc á, là thầy chích luôn. Hả nói anh mời biết rồi ta. Thầy Lan là thuốc mà là thuốc gì, thuốc nam là thuốc chích vậy đó, là mà bên đông y á. Đúng. Không đông y phải không? Đông y là thầy Lan là đông y phải không? Ừ. Rồi, là chẳng gì. Rồi. Nói chung như không ai cũng đi tự uống luôn. Thầy cái buồn. Mà ngon quá là ăn không. Rồi vô. Nướng mình phải ăn có rau sống rồi kia kìa. Mấy ngon. Cái gì ngon quá chứ mọi người. Ngon. Đặc hơn. Cái thịt nó rất là ngọt luôn. Nó nhỏ. Được. Cái cá chắc luôn. Đang cầm kéo nè. Ừ thiệt chứ. Mình chơi cái luôn cái tay. Ngon đã. Món này mà mình không nhậu rồi. Đúng không Hoàng? Món này phải nhậu. Nhậu rồi. Anh cuốn. Xong rồi có gặp dẫn đường luôn. Uống vô phèo. Cảm ơn Hoàng nha. Thì hồi nãy anh Khánh nói gọi phải không? Giờ cho anh xin nói cái nha. Nói gì?
nãy đầu tiên vô, trước khi vô anh em mình nhậu á, thì cái ly đầu tiên á thì anh sẽ cúng người phước mặt ở ngoài trước, bởi vì cục đá cục đai ha. Rồi cái ly sau cùng này á, ủa cái ly kế chứ không phải sau cùng, lộn xin lỗi, là anh xin mời anh Bảo với em Lan. Là bữa nay nói chung anh em rất là vui khi được ngồi nhậu chung, nói chung cũng bữa nay cũng mồi ngon, thử ra cái gì chứ cầu mà mình uống dân uống rượu mà mình thấy có mồi ngon là mình nhớ tới Chiến Hữu. Thử ra bữa nay em xin tính anh Bảo với em Lan nha. Rồi cùng, 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 vô luôn anh Bảo ơi. Hai ba anh Bảo với chị Lan nha. Vô. À, bia làm lạnh lắm chú mười, cây găng luôn bởi chú mười sợ không lạnh chú không mà chơi cạn tình cạn nghĩa luôn. Uống cái này nó không quen, nó hay banh uống hỏng hả, thuốc lạnh hơn nước đó, thuốc lạnh hơn đó hả. Ừ. Lấy ra, lấy không, lấy ra, lấy ra có nước đó ngon, cho ngon. Cho nó bớt cái chất không, vậy là ngon, uống gì mới đã. Nhưng mà chú mười uống nước đá nó dễ bị viêm hơn, lạnh này nó không có đá nó không viêm. Này lạnh thuốc cũng dễ bị viêm luôn. Ừ. À, rượu cũng ngon, mồi cũng ngon. À, uống với vợ ăn, ăn là với ăn Bảo ngon dữ. Đợi mà em làm là thầy không qua ăn em bụng. Bây giờ đợi thầy cũng chết luôn. Đợi. Thầy à. Đây. Thầy. Cảm ơn đợi luôn. Mồi căng căng bia, căng bia. Căng bia thì sao được. Dạ, nè bây giờ gót qua luôn nha. Ừ, gót qua luôn, gót qua luôn đúng rồi. À, à, thời gian ấy nhiều nha Phan. Gót qua luôn. Thằng. Rồi đưa qua luôn nay. À. Để bắt em khuôn bà cũng tốt nghiệp lắm quá. Rồi mình cả nhà luôn á. Lâu quá. Lâu lâu. Cho anh chưa anh. Vô. Vô. Mồi quá bé. Cầm camera lên nước miếng không chảy lòng thòng hết trơn. Chắc mày. Đây tội nghiệp Long nãy nó chạy sao? Nó cũng rồi. Chứ nó không có lợi quá. Vì ở đợi mà, người ta kêu đâu mà làm đó vậy. Nước mắm trong rồi, nước mắm trong. Cái này ở đây, cái này chấm nước. Một cái đem khác, đem khác. Em có máy mà. Nó cuốn em cho máy đi chút. Em có làm rồi, nước lắc là đấy. Toàn cá mì, toàn cá mì. Đây. Đang đẩy kéo. Không có gì mà ăn chắc chưa thầy. Dạ, đúng rồi. Này cái đầu có cuốn hồng ha Hoàng. Dạ có. Có. Đầu của chú ấy không? Không gấp nên nè chú. Nè, đây nè. Có cuốn hồng đó. Rồi. Chị cũng có đã nói chú ăn gì cũng có mà. Chú không chơi cái con gấp với chú. Dạ. Không 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 chịu. Nó nhai cuốn hồng là nhai lưỡi nghe lúc bóp con già. Nó lưỡi mà nghe không. Nó gớt gan gan nhai luôn nha. Cứng cứng lỏng cổ lỏng cổ. Đã. Đứt lại sao? Dạ. Á, ngồi nhậu đây máy ngoại hư nó nhịn luôn. Nó cắt toàn hụn công nó chạy trong đây. Lần đầu tiên mới ăn được non mà nướng mà nó ngon vậy luôn á. À, cảm ơn em rất nhiều. Heo heo. Ngon cho anh xin bắt lại cái. Nhưng mà để làm bắt lại bạn con mình chúng ta bắt cá. Ngon ngon ngon. Nó bắt hết chứ. Ngon ngon cái này mình làm cũng như để chú cháu mai mốt á. Mai mốt mình ăn món này nhớ con thôi. Đâu để con làm. Như là tài trợ qua rồi làm luôn hả? Làm luôn. Ta tự làm luôn á. Phải làm mới được. Cực kỳ ngon luôn. À, một lần nữa Khánh rất chân thành cảm ơn tất cả cô chú chị và các bạn trong thời gian vừa qua luôn luôn theo dõi và ủng hộ kênh Chuyên Viên Khánh. Thì Khánh với anh chị cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Mến chúc cho cả nhà được dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài phát lộc. Một lần nữa hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại.